Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của thầy Nhật nhá. Các bạn đã làm xong đề thi thử không chưa ạ? Thầy vừa mới cho các bạn làm cái đề thi thử đúng không? Và không biết là các bạn có làm được bài không các bạn nhỉ? Thầy đây các bạn ơi. Đấy. Không biết là các bạn đã làm xong chưa nhỉ? Đúng không? À, chúng ta đang làm trắc nghiệm môn văn các bạn nhá. Đấy. Và nếu như bạn nào chia sẻ video này về thì đến cuối video các bạn sẽ có đề PDF nhá các bạn nhá. Ok, thầy chào các bạn. Rồi, chào bạn như thường. Ok, thầy nhìn em rồi nhá. Ok, thầy chào em. Chào bạn là Katinian. Ok, chào bạn Trọng Đạt, đúng không? Đấy, 29 trên 30, giỏi quá nhá. Ok, như thường được 29 trên 30 à? Siêu thế nhở. Dạo này mấy đứa này học siêu quá nhở. Được đấy, các bạn ạ. Các bạn học như thế là thầy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào đấy các bạn ạ. Đấy, thầy cảm thấy rất là vui, bởi vì các bạn tham gia rất là nhiệt tình với những cuộc thi như thế này của thầy, đúng không? Ok nhá. Chào bạn Trần Diễm Hằng. Rồi, chào bạn Nguyễn Đình Hiệu. Ok, rất giỏi. Có vẻ như là một cái tác phẩm như Sông Hương, chúng ta vẫn luôn nói là chúng ta sợ cái tác phẩm này, vậy mà có vẻ như các bạn làm rất là tốt đấy các bạn ạ. Ok nhá. Chào bạn Quỳnh Như. Ok, chào Trọng Đạt. Chào bạn Katinian. Rồi, chào bạn Thúy Hiền. Ok, thầy chào bạn Tuyền Nguyễn nhá. Ok, chào tất cả các em. Chào bạn Tuyết Mai, được chưa nào? Đấy, các bạn đã làm xong đề này chưa? Các bạn mà yêu thương thầy thì các bạn nhớ chia sẻ video về nhá các bạn nhá. Đấy, chia sẻ video đến cuối video thì các bạn sẽ được tặng file PDF của cái đề này các bạn nhá. Ok, rồi. Gì cơ? Ok, thầy chào như thường nhá. Chào bạn Hồng Gấm. Chào bạn Trà My. Rồi, chào bạn Katinian. Ok, chào bạn Nguyễn Sĩ Anh. Thầy chào tất cả các em nhá. Đấy, đâu hết rồi nhở? Hôm nay học sinh của mình hôm nay đi đâu hết rồi nhở? Chết rồi, mấy ông này lại quên tôi rồi. Thế là hơi buồn đấy nhá. Đấy, thầy đã mất công thầy soạn ra câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn. Đấy, và chúng ta đều biết là năm nay ấy cũng là một cái năm mà gì hả em? Các bạn có thêm kỳ thi đánh giá năng lực, cho nên là thầy rất là cố gắng, đúng không? Soạn cho các bạn một cái đề đánh giá năng lực, đúng không? Và thầy rất là mong là các bạn hưởng ứng nhiệt tình nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn không hưởng ứng nhiệt tình thì thôi, thầy cũng không làm thêm đề nào nữa, đúng không? Đấy, thầy đang giúp các bạn ôn tập lại các cái bài, đúng không? Theo phương án trắc nghiệm nhá. Chào bạn Thanh Xuân. Rồi, chào bạn Nguyễn Hữu Huy. Ok, rồi. Chào bạn Thanh Xuân. Chào bạn Đào Mai Loan. Chào bạn Thế Phong. Chào bạn Quang Thị Huyền Diệu. Chào bạn Nguyễn Bảo Ngọc. Chào bạn Bùi Ngọc. Chào bạn Hoàng Vũ. Chào bạn Hồng Ngọc. Ok. Chào bạn Hân Hân. Ok nhá. Đấy, các bạn nhớ chăm chỉ làm cái đề này các bạn nhá. Làm những cái đề này ấy sẽ giúp cho các bạn nâng cao tay nghề, đúng không? Các bạn làm trắc nghiệm văn các bạn cũng sẽ không lo lắng nữa nhá. Đấy, các bạn có làm được bài không ạ? Chào bạn Loan Chu. Ok. Chào bạn Nguyễn Đình Hiệu, giỏi quá, 29 trên 30. Nào. Chào bạn Minh Tự Ái, chào bạn Đoàn Thúy, chào bạn Lương Bích Hường. Ok, thầy chào tất cả các em nhá. Bạn nào mà yêu mến thầy thì chia sẻ cho thầy video này về nhá. Sau khi chúng ta like xong cái đề này thì các bạn những bạn chia sẻ video sẽ có bản PDF của đề này. Ok. Đấy, thầy sẽ tự động gửi bản PDF cái đề này cho các bạn, đúng không? Và chúng ta đều biết là hôm nay chúng ta sẽ nói về làm đề về ai đã đặt tên cho dòng sông các bạn nhá. Ok, rồi. Chào bạn Như Thường lần thứ tư nhá. Đấy, thầy không biết là em có nghe thầy không nhá. Chào bạn Giáp Văn Quỳnh. Ok, rồi. Chào bạn Nguyễn Thu Trang. Ok, thầy chào tất cả các bạn, đúng không? Lần đầu làm bài đánh giá năng lực của thầy, tim đập thình thịch. Rất là vui đúng không các bạn? Rồi, chào bạn Khổng Chi. Chào bạn Thế Phong. Ok, chào bạn Giáp Văn Quỳnh. Chào bạn Hoàng Cam. Chào bạn Đinh Thị Ngọc Lan. Ok, chào bạn Như Quỳnh. Chào bạn Thu Hà. Chào bạn Nguyễn Như Ý nhá. Ok, rồi, cảm ơn bạn Phạm Ngọc Ly đã chia sẻ video nhá. Ok, chúng ta làm cái đề này được chưa? Thầy vẫn muốn là có nhiều bạn xem hơn, đúng không? Đấy, nếu mà ít bạn xem này thì hơi buồn đấy, hơi tủi thân một xíu ấy các bạn ạ. Đấy, các bạn ok nhá. Rồi, chào bạn Lan Anh, chào bạn Thùy Trang. Chào bạn Quỳnh Chi đến từ Hà Nội, đúng không? Đấy, chúng ta có 30 câu lận các bạn nhá. Đấy, chúng ta có đến tận 30 câu nhá. Đấy, và hy vọng là các bạn sẽ làm tốt tất cả các câu này. Thầy có rất nhiều bạn comment. Thầy có rất nhiều bạn comment là các bạn bảo là em làm được 29 trên 30 câu, đúng không?
thì có vẻ như là sông Hương bây giờ các bạn cũng không còn sợ lắm. Thầy cảm thấy rất là vui vì điều đó. Đấy, bởi vì bài sông Hương là một bài rất khó. Nhưng mà đến bây giờ các bạn làm trắc nghiệm và chúng ta cũng làm một lần để ôn bài các bạn nhá. Đấy, được chưa? Chào bạn Nguyễn Tuấn nhá. Chào bạn Nguyễn Khánh Ly. Rồi, chào bạn Bảo Nhi. Ok, để chào tất cả các em. Được nhá nào. Rồi, ok. Trần Minh Hằng, em bắt đền thầy nhá. Rồi, đúng không? Ok nhá. Vào việc đi thầy. Đấy. Các bạn cứ bảo thầy vào việc nhưng mà các bạn chẳng vào việc mấy nhá. Chẳng yêu thương mình gì cả. Cũng hơi buồn buồn một tí đấy nhá. Ok. Trần Minh Hằng cũng được 29 trên 30. Thế là giỏi rồi nhá. Đề thì rồi ok, chào thầy Thuận Hóa nhá. Ok. Đấy. Đề thì các bạn chia sẻ cái đề này về thì các bạn sẽ có PDF nha các bạn nhá. Thầy hứa với các bạn là khi các bạn chia sẻ link này về thì các bạn sẽ có cái đề này. Ok nhá. Rồi. Chào bạn Lê Như Quỳnh, chào bạn Vũ Quỳnh Trang. Ok. Vợ chồng Á Vũ á, đề nào thầy chẳng có. Thầy soạn hết tất cả các tác phẩm rồi. Nhưng mà quan trọng là thầy muốn xem các bạn có yêu thương mình hay không thôi, đúng không? Có bạn Jonathan Gilido nói đúng cái này. Bảo yêu mình mà không xe cho mình. Đúng, chuẩn luôn. Đấy, quá chuẩn luôn. Đấy. Như thế là hơi bị buồn đấy các bạn ạ. Rồi ok, tới luôn đi thầy nhá. Vào việc nhá, đồng ý. Các bạn comment cho thầy sẵn sàng nhá. Rồi ok. Và trong quá trình thầy chữa nhá thì các bạn cũng sẽ comment đáp án với thầy, đúng không? Để chúng ta cùng khớp lại đáp án nhá các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, nhá các bạn nhá. Rồi, Thùy Linh được 28 trên 30 à? Giỏi quá nhá. Ok, rồi ok. Chúng ta bắt đầu đến với phần đọc hiểu này. Đọc đoạn văn và trả lời đúng không? Phải nhiều thế kỷ qua đi, người tình trong mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Nhưng ngay từ đầu, vừa ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng rơi những khúc quanh đột ngột, uốn mình theo những đường cong thật mềm, như một cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Từ ngã Ba Tuần, sông Hương theo hướng Nam Bắc qua điện Hòn Chén, Vấp Ngọc Trản, nó chuyển hướng sang Tây Bắc, vòng qua thềm đất bãi Nguyệt Biều Lương Quán rồi đột ngột vẽ hình cung thật tròn, về phía Đông Bắc ôm lấy chân đồi Thiên Mụ, xuôi dần về Huế. Từ tuần về đây, sông Hương vẫn đi trong dư vang của Trường Sơn, vượt qua một lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Trản để sắc nước trở nên xanh thẳm. Và từ đó, nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách. Với những điểm cao đột ngột như vọng cảnh Tam Thai Lưu Bảo mà từ đó, người ta luôn luôn nhìn thấy một dòng sông mềm như tấm lụa với những chiếc thuyền ngược xuôi chỉ bé bằng con thoi. Những ngọn đồi này đã tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam của thành phố. Sớm xanh chưa vàng chiều tím như người Huế thường miêu tả. Giữa đám quần núi lô xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được phong kín trong những rừng thâm u tịch và niềm kiêu hãnh âm u của những lâm tầm đồ sộ lan tỏa cả một khắp vùng thượng lưu. Bốn bề núi phủ mây vong, mảnh trăng thiên cổ bóng tùng vạn niên, đó là vẻ đẹp trầm mặc nhất của sông Hương như triết lý như cổ thi. Vậy thì chúng ta đều biết rằng đoạn này là một đoạn quá quen thuộc của sông Hương đúng không ạ? Đấy. Và đến giờ phút này các bạn sợ sông Hương là hơi bị dở đấy các bạn ạ. Nhá. Bởi vì đây là bài khó nhất, nhưng mà chính vì bài khó nhất chúng ta phải tập trung nhiều nhất nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến câu hỏi này. Được chưa? Đoạn trích trên trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả nào? Ok. Câu này mà không làm được nữa thì thôi nhá. Về quê đi chăn vịt luôn nhá. Ok nhá. Rồi, chào bạn Đào Đức Mạnh nhá. Các bạn comment cho thầy nào. Đáp án A này, Nguyễn Minh Châu. Đáp án B, Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Đáp án C là Kim Lân. Và đáp án D là Nguyễn Tuân, đúng không? Ok nhá. Các bạn comment cho thầy nhá, đáp án của chúng ta là gì hả các bạn nhỉ? 1B, Đinh Thị Ngọc Lan, 1B nhá. Ok, rồi. Được chưa? Đấy, Chi Nguyễn đây rồi. Ok, các bạn comment cho thầy nào. Các bạn comment đáp án rồi nào. Đáp án này là câu này là gì đây? Ngô Thanh Thủy trả lời là B. Phan Thị Kim Oanh trả lời là B, đúng không? Đấy, ok nhá. Bây giờ không chào hỏi gì nữa nhá, tập trung nhá. Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Vũ Tường, đúng rồi. Câu này mà còn làm sai nữa thì thôi đấy nha nha các bạn nhá. Về quê chăn vịt luôn các bạn nhá. Đáp án của chúng ta là Hoàng Vũ Tường, đúng không? Cái này không có gì phải bàn cãi nữa cả, đúng không? Sách giáo khoa viết rất rõ, tác phẩm này của Hoàng Vũ Tường đương nhiên là Hoàng Vũ Tường rồi nhá. Nguyễn Minh Châu lớp 12 phải là chiếc thuyền ngoài xa, Kim Lân lớp 12 phải là vợ Nhật, Nguyễn Tuân phải là người lái đò sông Đà, được chưa? Rồi, không sai được nhá. Câu số 2 ạ, một câu hơi có hơi hướng tiếng Việt các bạn nhá. Ok, chào Nguyễn Lan Chi, thầy nhìn em rồi nhá. Câu số 2 nào, hãy thể hiện tài năng của các bạn đi nào. Trả lời thầy biết này, đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? A, báo chí, được chưa? B, chính luận, được chưa?
C là sinh hoạt và D là nghệ thuật. Được chưa nào? Đáp án câu 2 là gì các bạn ơi? Nào, câu 2 nhá, không phải câu 1 nhá. Thầy đang đọc comment của những bạn trả lời câu 2 nhá. Nào, Đào Đức Mạnh trả lời là 2B. À, bạn Lường Bích Hường trả lời là 2D, đúng không? Đã bắt đầu có những người trả lời khác nhau, đúng không? Đấy, có người cho rằng đó là chính luận và có người cho rằng đó là nghệ thuật, đúng không bạn? À, và các bạn đã quên mất rằng đối với một tác phẩm văn học, đúng không, thì nó luôn phải là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nha các bạn nhá. Đáp án của chúng ta câu 2 phải là đi, được chưa? Phải là D, phải là nghệ thuật chứ không phải là chính luận được các bạn nhá. Được chưa nào? Đấy nhá, câu 2D các bạn nhá. Học hành này chết rồi, ôi làm mới đến câu 2 mà đã sai rồi. Học hành cái này dở rồi nhá. Câu 3 nào. Chủ đề của đoạn trích trên là gì các bạn ơi? Chủ đề của bạn đoạn trích trên nào? Câu 3 nhá. Đáp án A này, vẻ đẹp của sông Hương chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi của thành phố Huế. Đáp án B, vẻ đẹp của sông Hương chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi thành phố Huế. Hơi ngáo nhỉ. À, đoạn vẻ đẹp của sông Hồng chảy qua vùng đồng bằng của ngoại vi thành phố Huế. Vẻ đẹp của dòng sông Đà chảy qua vùng đồng bằng và ngoại vi thành phố Huế. Vẻ đẹp của dòng sông Hương khi chảy qua thành phố Huế. Nào, câu 3 đáp án là gì ạ? Thùy Trang trả lời là 3A. À, ok. Rồi, Nguyễn Thu Uyên thầy có nhìn thấy em nhá. Ok. Phạm Ngọc Ly trả lời là 3A, Kiều Thị Phương trả lời là 3A, Dương Nguyễn trả lời là 3A, Huy Quỳnh trả lời là 3A, Như Thường trả lời là 3A. Đúng rồi. Giỏi lắm các bạn ạ. Câu này mà làm sai nữa thì hơi bị dở đấy nhá. Ok, thầy rất là vui bởi vì các bạn làm đúng rồi đấy nhá. Đương nhiên rồi, đoạn mà thầy vừa đọc cho các bạn nó thuộc vào sông Hương ở ngoại vi của thành phố Huế và ở vùng đồng bằng châu thổ nhá các bạn nhá. Ok nhá. Vậy đáp án của chúng ta 3 phải là A nhá các bạn nhá. Ok. Chúng ta đến với câu số 4 này. Chúng ta không dở lại ngữ liệu các bạn nhá. Rồi, không dở lại ngữ liệu nhá. Bây giờ chúng ta nhìn câu số 4 này. Địa danh nào không được nhắc đến trong đoạn trích trên? Nào, các bạn nói thầy nghe nhá. Địa danh nào không được nhắc đến trong đoạn trích trên ạ? À, Huy Quỳnh đã có câu trả lời 4 này. 4 là D. Có bạn nào trả lời khác không ạ? Rồi, Thanh Thương trả lời là 4D. Ok. Chi Nguyễn đến từ Hải Dương trả lời là 4D. Vũ Quỳnh Trang trả lời là 4D. Đúng rồi. Đương nhiên các bạn nhá. Đúng không? Chúng ta đều thấy là Hòn Chén này, đúng không? Ngọc Trản này, đúng không? Lương Quán đều có trong đoạn trích. Và đương nhiên là Tân Trào thì không thể liên quan được, vì Tân Trào là tác phẩm Việt Bắc rồi các bạn nhá. Ok nhá. Đáp án của chúng ta này không được nhắc đến ở đây, đó chính là Tân Trào các bạn nhá. Được nhá. Đáp án D, được chưa nào? Đấy. Thầy rất là vui bởi vì không có bạn nào trả lời sai câu này. Rất tuyệt vời nhá các bạn nhá. Đấy. Yêu mến thầy và muốn có đề mà link đề PDF của đề này thì các bạn nhớ chia sẻ video về, cuối video sẽ có nhá. Ok. Câu số 5 này. Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu văn sau. Dòng sông mềm như một tấm lụa với những con thuyền ngược xuôi chỉ bé bằng con thoi ạ. Ok ạ. À, câu này thì A là chơi chữ này, B là điệp từ này, C là so sánh này và D là nhân hóa. À, đáp án câu này là gì các bạn nhỉ? Nguyễn Yến Nhi trả lời là 5C, Nguyễn Thu Trang trả lời là 5C. À, Lê Hồng Thắm trả lời là so sánh, Cathy Nhiên trả lời là 5 so sánh. Ôi dồi ôi, lại có ông trả lời là 5D này, ông nào đây? Ôi dồi ôi, ông này học hành này dở rồi nhá. Đấy, học hành này quá dở luôn. Đấy, 5 ở đây nhá là C các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy cái từ như này này, đúng không? Thì hiển nhiên nó là nghệ thuật so sánh rồi, đúng không? Vậy thì đương nhiên câu 5 của chúng ta phải là C các bạn nhá. Đấy, câu này mà cũng có bạn trả lời là D là thầy hơi bị buồn đấy các bạn ạ. Đấy, thầy hơi bị tủi thân với các bạn đấy các bạn nhá. Ok nhá. Chúng ta tiếp tục comment nào, thật là nhiệt tình nhá các bạn nhá. Trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không? Máu lửa lên các bạn nhá. Được chưa? À, một câu bây giờ mình không được rửa sách giáo khoa. Rất hay, đúng không? Một câu mình không được rửa sách giáo khoa nhá. Nhà văn Hoàng Phùng Ngọc Tường nhá. Nhà văn này được sinh năm bao nhiêu? Ok nhá. Nào, để xem các bạn có nhớ được năm sinh của Hoàng Phùng Ngọc Tường không? Hay các bạn chỉ nhớ được năm sinh của người yêu thôi nhá. Nào. Ok ạ. À. Rồi, à, câu 6 nào các bạn nào? Câu 6 nào? À, câu 6 bạn Lê Hồng Thắm trả lời là 6A. À, ok. Câu 6 bạn Trọng Đạt trả lời là 6A. Rồi, Nguyễn Yến Nhi trả lời là 6A, Trần Kim Huệ trả lời là 6A, đúng không? Đấy, rất là giỏi đấy các bạn nhá. Đúng rồi. À, năm sinh của Hoàng Phùng Ngọc Tường nhá. Thì các bạn nhớ thầy nhá. Đó là ông sinh năm 1937.
Và nếu các bạn không dở dẹo hoa ra, các bạn vẫn trả lời được thì các bạn tuyệt vời, rất giỏi nhá. Ok nhá. Rồi, câu số 7 nè. À, ngoài sáng tác văn học thì nhà văn Hoàng Ngọc Tường đã từng làm công việc nào sau đây? Được chưa? À, 6A nhá các bạn nhá. Câu 7 nào các bạn nào. A là dạy học, B là họa sĩ, C là nhạc sĩ và D là bác sĩ. Lê Hồng Thắm trả lời rất nhanh, đáp án của bạn là 7A. Trọng Đạt trả lời là 7A. Hai bạn này trả lời là nhanh nhất, đúng không? Rất là nhanh. Vừa nhanh đúng không? À, Nguyễn Ngọc Nhi bây giờ mới vào, thế là dở rồi. Nguyễn Thu Uyên 7A này, Trần Hà Trang 7A này, Trần Minh Hằng cũng trả lời là 7A này, Đinh Thị Ngọc Lan trả lời là 7A. Ồ, vậy mà rồi ok nhá. Đáp án của chúng ta chính xác các bạn nhá. À, trước khi đúng không làm công việc viết văn thì Hoàng Ngọc Tường của chúng ta ông đã từng gì ở đấy à, dạy học nha các bạn nhá. Ok nhá. Rồi chúng ta đến với câu số 8 á. Nào, câu số 8 này dễ bị đánh lừa này. Hoàng của Ngọc Tường là một trong số những nhà văn chuyên viết ở thể loại nào? A là tùy bút, B là truyện ngắn, C là thơ và D là bút ký. Ok chưa? Yeah. Tấn Vinh trả lời là 8. 8 gì đấy? Tấn Vinh trả lời là gì đấy? 8... Tấn Vinh đâu rồi nhỉ? Thầy vừa nhìn thấy comment Tấn Vinh xong. Phạm Ngọc Ly trả lời là 8D, Tấn Vinh trả lời là 8C. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, Hoàng Ngọc Tường mà viết thơ thì quá dở rồi em ơi. Đúng không? Đoàn Thúy trả lời là bút ký, Thúy Huyền trả lời là D, Yến Nhi D, bà Billy Ellis trả lời là D. Rất là vui các bạn nhá. À, rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Ok, và đáp án của chúng ta chắc chắn rồi các bạn, đúng không? Đó là D nhá các bạn nhá. Đó là bút ký. Được chưa? Đấy, những cái tác phẩm của Hoàng Ngọc Tường thường là những tác phẩm ở thể loại là bút ký. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến với câu số 9 á. Thể loại của Ai Đặt Tên Cho Dòng Sông? Quá dễ, đúng không? 9 mà còn làm sai nữa thì thôi nha các bạn nhá. Đấy, 9 không thể sai được các bạn nhá. 9 là gì ạ? Ok, đúng rồi, 9 là A các bạn nhá. Bút ký. Rồi, chúng ta đến với câu số 10 này. Câu số 10 nhá. Đánh giá nào sau đây nói đúng về nét sáng tác đặc sắc của Hoàng Ngọc Tường? A. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ trữ tình, nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. A nhá. B. Sáng tác của ông mang sức mạnh trí tuệ được biểu tượng trong khuynh hướng suy tưởng triết lý. Chất suy tưởng triết lý mang vẻ đẹp trí tuệ đa dạng phong phú của hình ảnh được sáng tạo bởi ngòi bút thông minh và tài hoa. C. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lãng mạn và hiện thực, giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. D. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ điển và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều. Nào, các bạn có nhớ về phong cách nghệ thuật của Hoàng Ngọc Tường không ạ? Nào, câu 10 đáp án của các em là gì nhỉ? Câu 10 nào, đáp án của chúng ta là gì nào? Rồi, ok. À, Nguyễn Khánh Linh trả lời là 10A, Trọng Đạt trả lời là 10A. Giỏi quá nhỉ? Đấy, đúng là những con người yêu sông Hương, yêu xứ Huế, yêu Hoàng Ngọc Tường. Thúy Hân trả lời là 10A, Trần Minh Hằng trả lời là 10A. Ok, rất tuyệt vời nhá. Ok, đáp án của chúng ta chính xác các bạn nhá. 10 là A nhá. Kết hợp nhuần nhuyễn này, rất chất trí tuệ uyên bác này, trữ tình sâu lắng này, đúng không? Suy tư đa chiều với vốn từ ngữ mỹ lệ bay bổng nhá. Đó là câu nói đúng nhất về nét đặc sắc trong sáng tác của Ngọc Tường. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến với câu số 11 ạ. Đối tượng mà tác giả đề cập đến trong văn bản, đúng không? Úi dồi ôi, câu này mà sai nữa thì quá là dở hơi luôn đấy các bạn ạ. Nhá. Yeah. Ok, 11 đáp án là gì các em ơi? Nào, A là sông Mã, B là sông Hương, C là sông Đà và D là sông Hồng. Ok, sông Hồng này này là trong những tác phẩm văn học lớp 11 rồi, đó là Tràng Giang nhá, không liên quan đúng không? Đấy. Được chưa? Sông Mã thì là bài ở bài Tây Tiến này, đúng không? Sông Đà thì trong gì ạ? Tùy bút sông Đà của Nguyễn Tuân này, đúng không? Đáp án của chúng ta 11 ở đây phải là B nhá. Đấy, không thể nào câu này làm sai được, đúng không? Không chấp nhận việc làm sai câu 11 các bạn nhá. Ok chưa? Bây giờ mình nói câu 12 này. Lối hành văn của Hoàng Ngọc Tường, câu 12 nhá các bạn nhá. Câu 12 này, lối hành văn của Hoàng Ngọc Tường là lối hành văn nào? A, hướng ngoại, B, hướng nội, C, vừa, đúng không? Cái nọ vừa cái kia, vừa hướng nội vừa hướng ngoại và D là đa dạng, đúng không? Câu 12 đáp án của chúng ta là gì ạ? 12, Trần Minh Hằng trả lời là 12B. Nguyễn Ngọc Nhi trả lời là B, Thanh Thương trả lời là B, Trần Minh Phương trả lời là B, đúng không? Trọng Đạt trả lời là B, chính xác các bạn nhé. Lối viết của ông gì đấy? Hướng nội, mê đắm và tài hoa. Ok nhá. Rồi, chúng ta nói về câu số 13 để xem chúng ta yêu Hoàng Ngọc Tường đến đâu nhá các bạn nhé. 13 đáp án ngay mà gì ạ?
Hoàng Phủ Ngọc Tường từng giữ chức vụ nào dưới đây? A. Tổng thư ký Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên Huế. B. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên. C. Tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Và D. Tất cả các đáp án trên, đúng không? Đấy. Câu này đáp án của em là gì ạ? À, nào để thầy xem các bạn yêu Hoàng Phủ Ngọc Tường ở đâu nhá. 13 này, Ngọc Bích trả lời là D. Dương Nguyễn trả lời là A. À, bắt đầu có những câu trả lời khác nhau rồi này. À, Nguyễn Trung Hiếu trả lời là 13D, Kiều Thị Phương 13D, Trọng Đạt 13D, đúng không? Katy Nhiên 13D, Châm Châm 13D, chính xác em nhá. Đấy, câu này nó hơi đánh lừa chúng ta một tí. Bởi vì chúng ta có một cái thói quen là chúng ta nhìn một cái là chúng ta khoanh luôn, đúng thế không? Đấy. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả những cái chức vụ này thì Hoàng Phủ Tường đã từng giữ chức vụ rồi, đúng không? Cho nên đáp án của chúng ta phải là D các bạn nhá. Đấy, tất cả đều đúng, đúng không? Đấy, ông đã từng làm tất cả những công việc này, đúng không? Đã từng giữ những chức vụ này nhá. Chúng ta đến với câu số 14 á. Ok nhá. Đấy. Rồi ok. Ôi, đã có bạn Tấn Vĩnh trả lời là 14C rồi, nhanh quá nhá. Đấy, tác phẩm nào sau đây không phải nhá các bạn nhá, không phải của Hoàng Phủ Tường, đúng không? Tác phẩm nào không phải của Hoàng Phủ Tường, đúng không? Nếu như là của Hoàng Phủ Tường nó lại dễ quá. À, không phải các bạn nhé. Hoa Trái Quanh Tôi, Hoàng Phủ Tường chắc rồi các em ơi, đúng không? Ok nhá. Rồi, Nguyễn Thị Bích Ngọc 14C, Ngô Bảo 14C, Thân Thị Khánh Vân 14C, đúng rồi, đúng không? Ba tác phẩm này đều là của Hoàng Phủ Tường. Và tác phẩm này là của nhà văn Tô Hoài các bạn nhá. Là tác phẩm đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 12 kỳ 2, đúng không? Vậy đáp án của chúng ta 14 phải là C các bạn nhá. Câu này mà sai không có gì để nói đâu nhá. Rồi, một câu hỏi nữa về số liệu. À, xem chúng ta có nhớ được số liệu không nhá. Nào, tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Trong Dòng Sông được sáng tác vào năm bao nhiêu các bạn ơi? Câu 15 đáp án là gì ạ? À, câu 15 đáp án của chúng ta là gì? Trần Minh Hằng trả lời là 15C. À, Quang Thị Huyền Diệu trả lời là 14C. Thầy đang hỏi câu 15 lại trả lời câu 14. Phạm Ngọc Ly trả lời là 15C. Ok. Diễm Phúc trả lời là 15C. Dương Nguyễn trả lời là 15C, Huy Quỳnh trả lời là 15C, Thúy Huyền trả lời là 15C, đúng không? Có bạn thì viết thẳng ra là 1981 luôn, chính xác em nhá, đúng không? Nếu thầy nhớ không nhầm ấy thì tác phẩm này được viết vào ngày 4 tháng 1 năm 1981, đúng không? Chứng tỏ là các bạn nhớ số liệu tương đối là ok đấy, rất là tuyệt vời nhá. Ok nhá. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta đến với câu số 16 nhá. Tác phẩm Ai Đã Tên Dòng Sông này được sáng tác ở đâu? A là Quảng Bình, B là Quảng Trị, C là Hà Tĩnh và D là Huế. Nào, Phạm Nguyệt Nga trả lời là D. Nào, Kim Liên có câu trả lời chưa? Dương Nguyễn trả lời là 16D, Trọng Đạt 16D, Thúy Hiền trả lời là 16D ở Huế. Dương Nguyễn 16D, Trần Minh Hằng 16D, Phạm Ngọc Ly 16D, rất tuyệt vời, Châm Châm 16D, Kiều Thị Phương 16D. Chính xác em nhá. Tác phẩm này được sáng tác, đúng không? Viết về xứ Huế và được viết tại Huế. Ok nhá. Nhá các bạn nhá. Rồi, đây Di Đoàn và Nguyễn Nga cũng trả lời là D, đúng không các em nhá? Ok. Chưa thấy các bạn nào sai câu này cả. Ok nhá. Bây giờ mình nói với câu số 17 nào. Rồi, Thảo Nhi rồi. Ok, thầy đọc được rồi nhá. Bây giờ chúng ta nói với câu số 17 này. Câu 17 là vẻ đẹp đa chiều của sông Hương được nhìn nhận qua những góc độ nào? 17. Đúng không? A là địa lý lịch sử âm nhạc. B là địa lý lịch sử hóa học. C là địa lý lịch sử sinh học. D là địa lý lịch sử vật lý. À, vậy thì đáp án câu số 17 các em là gì ạ? Nguyễn Hồng Trà trả lời là 17A. Rồi, Lò Diễm Hằng vẫn loanh quanh ở câu 16. Thảo Nhi và Yến Vi Phan trả lời là 17A. Nguyễn Tiến Dũng trả lời là 17A. Nguyễn Khánh Linh trả lời là 17A. Diễm Phúc 17A. Chính xác các bạn nhá, đúng không? Câu này mà sai thì hơi bị dở đấy, đúng không? Đấy. Không có hóa sinh lý gì ở đây cả, đúng không? Mà phải là địa sử âm nhạc. Ok nhá. Rồi, bây giờ mình đến với câu số 18 này. Ở thượng nguồn của sông Hương mang vẻ đẹp gì? Nào các bạn cho thầy biết nhá. Vẻ đẹp ở thượng nguồn của sông Hương này, đúng không? A là người phụ nữ kiều diễm. À, B là phóng khoáng mang dạy bản lĩnh tự do. C là người con gái nằm ngủ mơ màng. Và D là duyên dáng thướt tha yêu kiều. À, mình trả lời được, mình phải giải thích được nhá, đúng không? Trần Minh Hằng, Châm Châm và Lê Hồng Thắm đều trả lời là 18B. Các bạn để ý này. À, chúng ta nhận thấy nhá, yêu kiều và kiều diễm ấy, đúng không? Đấy là khi đã đến về Huế. Nhá, đã đến về Huế này, đúng không? Điệu slow đấy các bạn ạ, được chưa nào? Đây thì là gì đấy? Đây thì là sông Hương ở Châu Thổ này, đúng không? Vậy đáp án của chúng ta nhá,
thượng nguồn của sông Hương phải là một cô gái di gan, man dại và phóng khoáng. Đáp án của chúng ta ở đây phải là B các bạn nhé, 18B. Ok, rồi chúng ta đến với câu số 19 này. Ở trong thành phố Huế, sông Hương mang vẻ đẹp nào? Câu 19 đáp án của em là gì ạ? Nào, A này, người phụ nữ kiểu diễm, B phóng khoáng man dại này, cái này chúng ta loại đúng không? Bởi vì cái này ở thượng nguồn rồi này, đúng nhá? Đấy, của người con gái nằm ngủ mơ màng này, loại nhá. Đây là châu thổ nhá, đúng không? Đáp án của chúng ta là gì hả các bạn? À, ok nhá. Đáp án của chúng ta ở đây 19 là D các bạn nhá. 19 là D, Đoàn Mỹ Lệ đúng rồi, Phạm Gấm, Nguyễn Trung Hiếu đúng rồi nhá. Châm Châm, Phạm Ngọc Ly, Trần Minh Hằng đúng. Ơi, là 19 là D các bạn nhá. Đấy, đã trả lời câu 20 rồi, kinh quá. Ok nhá. Rồi, 19 là D các bạn nhá. Chúng ta đến với câu 20 ạ. Chúng ta đến với câu số 20. Nào, câu số 20 này, để minh chứng cho một dòng sông thi ca về sông Hương thì tác giả đang dẫn ra những câu, những nhà thơ nào sau đây, đúng không? Câu 20 các bạn là gì nào? A là Tản Đà Cao Bá Quát, đúng không? Với cái vế này là hoàn toàn giống nhau hết rồi nhá. Bây giờ sẽ khác nhau ở đâu? À, Nguyễn Khuyến Tố Hữu này, Tú Xương Tố Hữu này, Bà Huyện Thanh Quan Tố Hữu này, Hồ Xuân Hương Tố Hữu này. Nào, các bạn có nhớ không ạ? Rồi, đáp án của các bạn là gì đấy các bạn ơi? Nào, các bạn trả lời thầy nhá. Ok, Nguyễn Khánh Linh trả lời là 20C. Rồi, ok. À, Tấn Vĩnh trả lời là 20C. Nguyễn Tiến Dũng trả lời là 20D. Ôi rồi ông Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng học này phải xem lại nha Tiến Dũng nhá. Học hành này hơi dở đấy nhá. Tản Đà, đúng không? Dòng sông trắng lá cây xanh, Ca Bá Quát thanh kiếm dựng trời xanh, Bà Huyện Thanh Quan nỗi quan hoài vạn cổ dưới bóng chiều hoàng hôn bảng lãng. Tố Hữu, đúng không? Đó là gì đấy? Hào khí phục sinh của cả một dân tộc nhá. Đáp án của chúng ta 20 phải là C, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta phải là 20C nhá các bạn nhá. Câu số 21 ạ. Câu 21 rồi các bạn nhá. Cố gắng lên nào. 21 là gì đây các bạn ơi? Nào, câu văn này, giữa lòng Trường Sơn, đúng không? Sông Hương đã sống, đúng không nào? Một nửa cuộc đời mình như một cô gái di gan phóng khoáng và man dại, đúng không? Đấy, tác giả đã sử dụng biện pháp nào? Thì đây là một câu mà thầy nghĩ là nó sẽ có một chút gây tranh cãi nha các bạn nhá. Đấy, nó sẽ có một chút gây tranh cãi, đúng không? Đúng rồi, Trần Minh Hằng nói chính xác. Chúng ta sẽ có hai đáp án các bạn nhá. Đúng không? Chúng ta sẽ có hai đáp án này. Một là so sánh và hai là nhân hóa nhá. Nếu các bạn làm đúng được cái câu này thì thầy có thể chấp nhận cả hai đáp án này nhá. Ok nhá. 21 là B, đúng không? Đấy, rồi, 21 là B, C thì đều được các bạn nhá. Đấy, ok nhá. Được chưa nào? Thứ nhất là ví von này, như là so sánh rồi này, đúng không? Đã sống này, một nửa cuộc đời này, đúng không? Là nhân hóa, được chưa nào? Ok nhá. B và C đều được các bạn nhá. Câu 21. Được chưa? Rồi, cảm ơn bạn Ngọc Doanh đã tặng thầy 21 sao. Ôi giời, yêu quá nhỉ. Chúng ta đến với câu số 22 nào. Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành phố? À, không nhá các bạn nhá. Không dùng. À, được chưa? Đấy. Tác giả đã không dùng hình ảnh nào để diễn tả sông Hương khi đi trong lòng thành phố, được chưa các bạn? À, ok nhá. Rồi, úi rồi, lại có bạn gì đây? Nguyễn Đoàn Quỳnh Chi tặng thầy sao? Yêu thế, cảm ơn em rất nhiều nhá. Đấy, các bạn cứ nhiệt tình là thầy rất là cố gắng. Ok nhá. Rồi, các bạn để cho thầy nhá. Nào, câu này đáp án của chúng ta là gì đây? 22 là gì các bạn nhỉ? 22 nào. Đáp án của các bạn là gì đây? 22. 22 Trọng Đạt trả lời là D. Ok. Bạn các bạn không trả lời được câu 22 à? Ừ. Thầy đang hỏi câu 22 nhá. Đấy, có mỗi bạn Trọng Đạt comment là như nào này. À, Bảo Sam trả lời là 22D. Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 22D. Châm Châm trả lời là 22D. Phạm Ngọc Ly trả lời là 22D. Ồ, đúng rồi các bạn nhá. Đấy. Chúng ta cho thấy này, câu 22 của chúng ta ấy, đúng không? Đáp án của chúng ta là D nhá các bạn nhá. Bởi vì tất cả những ý này đều có, đúng không? Chảy trôi lặng lờ này, vấn vương của một nỗi lòng này, nó trùng trình như muốn đi muốn ở này, đúng không? Đấy. 22 là D nhá. Bây giờ chúng ta nói câu 23 nào. Câu 23, tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông gồm có mấy phần? À, câu 23 đáp án ngay mà gì ạ? Tấn Vinh hãy trả lời cho thầy nghe nào. Tấn Vinh trả lời là 23B. Ok, ok nhá. Rồi, 23 đáp án các bạn là gì đây? Thảo Nhi cũng trả lời là B, Trọng Đạt cũng trả lời là B, Thúy Hiền cũng trả lời là B, đúng không? Các bạn có tự tin không ạ? Thùy Linh trả lời là D này. Có bạn trả lời là D này. Thầy đang hỏi câu 23 cơ mà. Phạm Ngọc Ly nhá. Vậy thì đối với tác phẩm này, đúng không? Đấy. Thì có, chúng ta nhận thấy này, tác phẩm này có bao nhiêu phần hả các bạn? À, chính xác các bạn nhá.
Tác phẩm Ai Đặt Tên Cho Dòng Sông gồm có 3 phần, đúng không? Đáp án của chúng ta, các bạn làm đúng rồi, đó là 23B nhá các bạn nhá. Đấy, 23B nhá. Bây giờ chúng ta nói về câu 24 này. Đoạn trích ai đã đặt tên cho dòng sông nhá. Ok, cảm ơn bạn Lê Minh Chiến nhá. Đoạn trích ai đã đặt tên cho dòng sông nằm ở phần nào của văn bản, đúng không? Đấy, bắt đầu có những bạn trả lời khác nhau này. Mai Chi trả lời là 24D. Và bạn Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 24A. Huỳnh Minh Anh trả lời là 24B. Đấy, vậy là bắt đầu có những sự trả lời khác nhau rồi, đúng không? Đấy, được chưa nào? Và nếu như bạn nào trả lời là B hay là D ấy, thì chúng ta đều trả lời sai các bạn nhá. Bởi vì câu 24 này này, đáp án của chúng ta là A, đúng không? Cái tác phẩm này ấy được đưa vào chương trình giảng dạy ấy các bạn ạ. Nó thuộc vào phần đầu của văn bản các bạn nhá. Đấy. Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Có rất nhiều bạn trả lời sai nhá các bạn nhá. Các bạn xem lại đi. Nó thuộc vào phần đầu của tác phẩm nhá các bạn nhá. Câu số 25 nào? 25 nhá. Rồi ok nhá. Đấy, 24 Hoàng Thị Tú với Tấn Vĩnh trả lời đúng rồi. Nhá, Trần Kim Huệ cũng trả lời đúng rồi. Chúng ta đến câu 25 này. Hình ảnh nào sau đây bài ký không phải tác giả dùng để diễn tả về sông Hương? Nhá. Câu 25 này, hình ảnh nào sau đây của bài ký không dùng để diễn tả về sông Hương? Đúng không? A, như một áng mây bồng bềnh hững hờ trôi. B, như một tấm lụa, như một tấm voan huyền ảo. C, một người con gái dịu dàng của đất nước. D, một tiếng vâng không nói ra thành lời của tình yêu. Nào. Rồi các bạn ơi, câu 25 đáp án của chúng ta là gì ạ? Châm Châm trả lời là A, Tâm Như trả lời là A, Doãn Lan Trinh trả lời là A, Vũ Quỳnh Anh trả lời là A. Rất tuyệt vời. Ngọc Doanh trả lời là 25A, đúng không? Các bạn có tự tin không ạ? Chính xác các bạn nhá. Ba cái em để ý này này, đúng không? Không phải nhá. Nó không phải này, đọc kỹ đề này không phải này, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là tấm lụa đúng không? Huyền ảo có này, đúng không? Đấy. Người con gái dịu dàng của đất nước có này. Một tiếng vâng không nói lên thành lời của tình yêu có này, đúng không? Vậy đáp án của chúng ta là A, đúng không? Một áng mây bồng bềnh hững hờ trôi. Chưa bao giờ Hoàng Phủ Ngọc Tường viết được thế các bạn nhé. Ok, chúng ta đến với câu số 26. Nào các bạn ơi, câu 26 nói về một đặc điểm rất là đặc biệt của của sông Hương này các bạn này, đúng không? Khi nhìn từ bầu trời của xứ Huế nhá, nhìn từ bầu trời kinh thành Huế này, A là gì ấy? Sớm xanh chưa vàng chiều hồng. B là sớm xanh chưa vàng chiều đỏ. C là sớm trắng chưa vàng chiều tím. D là sớm xanh chưa vàng chiều tím. Đáp án của câu này mà không làm được thì hơi bị buồn đấy các bạn nhá. Đấy, các bạn mà hiểu về sông Hương ở ngoài ngoại vi thành phố ấy thì các bạn thấy là nó có những cái miếng phản quang khổng lồ. Đó là gì đấy? Những ngọn đồi cao đột ngột như vọng cảnh Tam Thai Lưu Bảo, đúng không? Để rồi nhìn từ bầu trời của xứ Huế, đó là một bầu trời thế nào đây? Rồi, Mai Linh 26D, Lò Diễm Hằng 26D, Trần Hữu Cường trả lời là 26D, Thùy Linh là 26D, Hoàn Võ 26D, Giáp Văn Quỳnh là 26D, Jonathan Glindo 26D. Rất tuyệt vời. Rồi, các bạn đều trả lời đúng nhá. Sớm xanh chưa vàng chiều tím, đó là một bầu trời rất đặc biệt nếu như nhìn từ gì đấy? À, nhìn từ bầu trời của xứ Huế. Ok nhá. Rồi, chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo nào. Câu số 27. Câu 27 nhá. Nào, comment thật nhiệt tình cho thầy đáp án nhá, để thầy xem các bạn có làm đúng không nhá. Thầy vẫn đang đọc comment các bạn đây, đúng không? Nhịp điệu chậm rãi lặng tờ của sông Hương khi chảy qua thành phố Huế được tác giả của văn bản Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông ví von so sánh với cái gì? Bùi Văn Quang, đúng không? Trả lời là 27A, đúng không? Đấy, Trọng Đạt Phương Trần Trần Minh Hằng trả lời là 27A. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Có bạn nào trả lời ý kiến khác không ạ? Rồi, bạn Lê Minh Chiến trả lời là 27A, Thế Phong trả lời là 27A, Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 27A, Kiều Thị Vương trả lời 27A, đúng không? Đấy, đúng rồi. Khi sông Hương này vào thành phố Huế, nó được ví von như là gì ấy? Một điệu slow tình tứ dành riêng cho Huế. Nó muốn dành nhiều thời gian nhất ở bên cạnh Huế, đúng không? Đấy, như ôm kinh thành Huế vào lòng nhá. Được chưa? Đấy, tài nữ đánh đàn là cái vẻ đẹp gì đấy? Văn hóa này. Đấy. Rồi là cung điện Petersburg nó không liên quan này, đúng không? Đấy. Cái này thì là gì đấy? Không phải là nói về cái này nhá. Đấy, mà đang nói về dòng nước thì nói về điệu slow tình tứ nhá. Được chưa? Chúng ta đến với câu số 28 á. Nào, câu 28 hách não một tí này. Sắp xếp thứ tự hành trình của sông Hương nhá. A là hành trình vượt gành thác, hành trình về với biển cả, hành trình đi tìm tình yêu. B, hành trình vượt gành thác, hành trình tìm tình yêu, hành trình về với biển cả. C, hành trình tìm tình yêu, hành trình vượt gành thác,
Hành trình về với biển cả. D. Hành trình đi tìm tình yêu. Hành trình về với biển cả. Hành trình vượt gành thác. Đúng không? Đáp án của bạn là gì ạ? Các bạn comment thấy biết nhá. Câu 28 đáp án ngay mà gì đây? Ok ạ. Rồi, Chóc Đạt trả lời là 28B. Rồi, Nguyễn Thư này vẫn loanh quanh câu A. Thầy đang hỏi câu 28 mà. 28 là gì các bạn ơi? Thế Phong trả lời là 28B. Rồi, Trọng Đạt 28B, Ngô Thanh Thủy 28B, Jonathan Glindo 28B, Phạm Ngọc Ly 28B. Chính xác các bạn nhé. Được chưa? Câu số 28 này, đó thứ nhất này, đấy là hành trình vượt gành thác đúng không? Đấy, ra khỏi thượng nguồn này. Sau đó là hành trình tìm kiếm về với người tình trăm năm này, đúng không? Và hành trình đổ ra biển lớn, đúng không? Sau khi đã gặp được người tình trăm năm của nó, đó chính là kinh thành Huế. Vậy thì câu 28 của chúng ta phải là B các bạn nhé. Ok nhá. Rồi, Châm Châm vẫn trả lời đúng, Khánh An vẫn trả lời đúng, đúng không? Đấy, chúng ta cảm thấy rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang làm về sông Hương các bạn ạ. Đang làm về sông Hương, đang ôn sông Hương đấy nhá. Đấy, được chưa nào? Một số trường thì người ta năm nay thi đánh giá năng lực, đấy, thi trắc nghiệm, nên thầy làm đề cho các bạn làm, mà các bạn nhiệt tình thì thầy sẽ làm tiếp, còn các bạn không nhiệt tình thì thôi vậy nhá. Đấy. Và đến với câu 29 này. Qua văn bản, ai đặt tên vào dòng sông Hoa Vũ Tường thể hiện tình cảm gì? A. Thể hiện tình yêu kháng chiến, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. B. Thể hiện tình yêu đối với cô gái Zigan. C. Thể hiện sự tự hào về danh lam thắng cảnh của quê hương. Và D. Là thể hiện tình yêu tha thiết sâu lắng và niềm tự hào lớn lao của nhà văn đối với dòng sông quê hương, với mảnh đất đế đô, đúng không? Nguyễn Thị Mai Linh trả lời là 29D. Thế Phong, Billy và Khiêm Trần trả lời là 29D. Có bạn nào trả lời khác không ạ? Có vẻ như là Mai Linh trả lời luôn đúng, đúng không? Đấy, Mai Linh giỏi là phết đấy nhá. Có vẻ Mai Linh rất là yêu Hoàng Vũ Tường đúng không? Chính xác các bạn nhá. Đáp án của chúng ta là 29D nhá các bạn nhá. Đấy, mới là một đáp án đầy đủ và trọn vẹn nhất nhá. Chúng ta đến với câu cuối cùng ạ. 30. Các bạn ơi, 30 rồi. Nào, chúng ta đến câu cuối cùng nhá. 30 này. Được chưa? Nhất định nào sau đây của Nguyên Ngọc, nhà văn viết tác phẩm Rừng Xà Nu ấy các bạn ạ. Được chưa nào? Đấy. Cũng ở trong chương trình 12 kỳ 2 đúng không? Nhất xét về Hoàng Vũ Tường. Nhá. Không biết là các bạn có nghe bài giảng của thầy không? Bởi vì nếu các bạn nghe bài giảng của thầy thì các bạn chắc chắn sẽ biết câu này nhá. A này, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong mấy nhà văn viết ký hay nhất nước ta hiện nay. B, ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa. C, Hoàng Phủ Ngọc Tường là một gì đấy, là có người có phong cách viết bút ký văn học của riêng mình. Thế mạnh của ông là tri thức văn học, triết học, lịch sử, địa lý sâu và rộng, gần như đúc đến vấn đề gì ở thời điểm nào và ở đâu thì ông vẫn có thể tung hoành thoải mái ngoài bút, đúng không? Đấy. Ơi giời ơi, D là gì ạ? D đây. Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số ít những nhà văn viết bút ký nổi tiếng nước ta vài chục năm nay. Bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường hấp dẫn người đọc ở tấm lòng nhân văn sâu sắc, trí tuệ uyên bác, đúng không? À, và chất Huế thơ quyến rũ, đó là những trang viết tài hoa, tài tình, tài tử, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta là gì các bạn ơi? Các bạn để ý cái này. Thầy biết là sẽ có một số bạn trả lời câu này, đúng không? Đấy. Bởi vì các bạn thấy nó dài nhất, đúng không? Tuy nhiên nhá, đáp án của chúng ta không hề như vậy, đúng không? Đáp án của chúng ta chỉ rất ngắn gọn thôi. Đó là gì ấy? Hoàng Phủ Ngọc Tường này, nhà văn Nguyên Ngọc, đúng không? Đấy. Nhận xét về Hoàng Phủ Ngọc Tường, đúng không? Là một trong mấy nhà văn viết ký hay nhất nước ta hiện nay nhá. Nếu bạn nào trả lời là 30 là A thì hoàn toàn chính xác. Và bạn nào trả lời được 30 trên 30 câu thì em thật sự có kiến thức khá là chắc về sông Hương, đúng không? Một trong số những bài có tỷ lệ thi rất cao nha các bạn nhá. Đấy, được chưa? Bởi vì thầy thấy là có 2 năm đề dễ rồi thì năm nay đề chắc là không dễ nữa đâu, đúng không? Ok nhá. Đấy, được chưa nào? 30 trên 30, rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rất tuyệt vời nhá. Đấy, chúc mừng các bạn, đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Làm một cái đề như thế này nhá, rất là vui. Đấy. Tại sao lại vui ạ? Bởi vì thứ nhất là mình vừa ôn được bài, thứ hai mình không say ngớ ngẩn, thứ ba là mình gì đấy, luôn luôn hâm nóng lại kiến thức các bạn nhá, luôn luôn hâm nóng lại được kiến thức, và đó là một điều rất cần thiết cho các bạn. Ok nhá. Đấy, được chưa nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Ok, thầy cảm thấy rất là vui khi thầy nhìn thấy những học sinh live CTG như là bạn Trọng Đạt, bạn Trần Minh Hằng trả lời đúng hết cả 30 trên 30 câu, đúng không? Rất tuyệt vời. Đấy, ok nhá. Ok nhá. Rồi, thầy nói với các bạn này, đối với các bạn 2K4 thân mến, đã đến lúc chúng ta phải tăng tốc các bạn nhé. Đấy. Nếu như các bạn 2K4 ở phương xa, đúng không? Đấy. Muốn đăng ký học livestream môn ngữ văn cùng thầy Nhật nhá, với mục tiêu là 9 cộng ôn thi đại học,
thì về mặt lộ trình của khóa học của thầy, đúng không? Đấy, đối với 2K4 nhá các bạn nhá. Lai C này sẽ giảng tất cả các tác phẩm văn học lớp 12, đúng không? Đã có full video tất cả các tác phẩm văn học lớp 12 nhá. Đúng không? Sau khi chúng ta nghe giảng tất cả các bài, chúng ta đến với Lai T. Hiện tại thầy cũng đã bắt đầu cho các bạn luyện đề rồi nhá. Chúng ta sẽ đi luyện đề, đúng không? Và chấm chữa bài chi tiết 1:1, được chưa nào? Đó. Thứ ba là ra Tết. Ra Tết thì chúng ta sẽ gì? Thầy nói luôn này. Lớp văn thầy Nhật sẽ học xuyên Tết, không nghỉ một buổi nào các bạn nhé. Đấy, chúng ta tư tưởng chúng ta rõ ràng luôn, được chưa? Đấy. Và lớp Liger của chúng ta nhá, trong nhóm kín này thì sẽ được dạy lại, đúng không? Thầy sẽ dạy lại các tác phẩm cho các bạn, yên tâm, được chưa nào? Đó. Về mặt quyền lợi này, khi đăng ký học văn cùng thầy Nhật này, ngoài việc các bạn học cả 3 khóa trong một nhá. Về mặt quyền lợi này, thứ nhất các bạn sẽ được tặng full audio bài giảng ngữ văn lớp 12 nghe trên app, đúng không? Thứ hai là các bạn sẽ có full tài liệu phân tích, đúng không? Các tác phẩm văn học lớp 12, bản word từ 33 đến 40 trang cho một bài nhá, phân tích chuyên sâu 9 cộng nhá. Thứ ba là các bạn được tặng full video nghị luận xã hội, đúng không? Đấy, các bạn nghe ở trên app nhá. Được chưa? Về những cuốn sách mà khi các bạn đăng ký học với thầy lớp livestream này, các bạn sẽ được tặng đến tận 5 quyển sách gửi về tận nhà. Quyển đầu tiên đó là quyển sơ đồ tư duy các bạn nhá. Đấy, sơ đồ tư duy, đúng không? Tích hợp với dàn ý. Và quyển này được in màu này các bạn này. Quyển này được in màu 100% các bạn nhá. Đấy. Thứ nhất là có sơ đồ tư duy để các bạn học, các bạn không thấy nhàm chán. Ở cuối thì các bạn có dàn ý, đúng không? Đấy, toàn bộ là in màu. Và những cuốn này thì không bán và chỉ tặng cho những bạn theo học thầy thôi nhá. Đây là cuốn thứ nhất, sơ đồ tư duy này. Đây là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai các bạn được tặng này, đó là cuốn 35 đề thi thử nhá, mà thầy đã biên soạn giải ở tất cả các tác phẩm, đúng không? Đấy. Mỗi một tác phẩm thì giải chi tiết nó lên đến tầm 8 đến 15 trang cho một tác phẩm. À, cho một cái đề các bạn nhé. Có rất nhiều đề để các bạn thử sức, đúng không? Đó, được chưa? Cuốn này các bạn cũng được tặng và gửi về nhà nhá. Cuốn thứ ba các em sẽ có này, đó là cuốn 140 mở bài nâng cao. Mỗi một tác phẩm thầy đã chuẩn bị cho các bạn từ 10 đến 15 cái mở bài rồi, đúng không? Và đây là quyền lợi của những bạn theo học thầy thôi nhá. 10 đến 15 cái mở bài, được chưa? Đấy, để các bạn đốn tin giám khảo. Cuốn thứ tư mà các em được tặng đó là 130 đề đọc hiểu. Kèm đáp án chi tiết. Thứ nhất các bạn sẽ có kiến thức đọc hiểu này. Và sau đó các bạn có đề, đúng không? Đấy, để làm nhá các bạn nhá. Để không sai ngớ ngẩn những câu đọc hiểu nữa, đúng không? Văn ấy sai gì thì sai, sai đọc hiểu là cái sai tức nhất, đúng không? Và cuốn thứ năm, đúng không? Cuốn cuối cùng nhá, là cuốn kiểu âm chân kinh, đúng không? Quyển này thì chắc là các bạn lớp các anh chị khóa trước đều biết rồi, đúng không? Đấy, được chưa nào? Phiên bản 2023 thì trong cuốn này sẽ phân tích chuyên sâu tất cả các tác phẩm văn học lớp 12, đúng không? Và số trang lên đến là khoảng 300 trang các bạn nhé. Phân tích tất cả các tác phẩm văn học lớp 12. Đấy. Rất chi tiết, rất cụ thể các bạn nhé. Đấy. Dày hơn cả mặt người yêu cũ luôn. Đấy, các bạn thấy không? Dày hơn cả mặt người yêu cũ các bạn nhé. Đấy. 5 cuốn sách đều sẽ được tặng cho các bạn. Nếu như đăng ký học với thầy, được gửi về tận nhà. Và những cuốn sách này thì chỉ tặng không bán các bạn nhé. Nghe không? Đấy. Học phí hiện tại vẫn đang được ưu đãi các bạn nhé. Vẫn đang được ưu đãi. Là giảm 60%, còn 1.500k và học cho đến tận lúc các em đi thi luôn nha các bạn nhé. Đó, được chưa? Đăng ký học với thầy thì các bạn có hai cách. Một là các bạn có thể inbox cho fanpage lớp văn thầy Nhật 1.000.000 follow. Và hai là các bạn có thể điền vào đường link mà thầy đã ghim ở phần comment trong buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn các bạn 2K4 đã theo dõi, đúng không? Video này, được chưa? Đấy, thầy cảm thấy rất là vui. À, từ từ đã, để thầy cập nhật cho các bạn nhé. Đó là cái link đề, đúng không? Các bạn bảo là các bạn thích cái link đề này, đúng không? Rồi, thầy sẽ cho các bạn link đề nhá. Để các bạn thoải mái, đúng không? Các bạn có thể nghiền ngẫm lại cái đề này, được chưa? Thầy sẽ cập nhật lên lên caption của buổi live này các bạn nhé. Đấy, thầy sẽ cập nhật lên caption của buổi live này, đúng không? Đấy, được chưa? Thầy Nhật rất là mong muốn được đồng hành với các bạn 2K4. Đấy, trên khắp cả nước. Năm ngoái thì chúng ta đã có 183 điểm 9 cộng môn văn. Và năm nay thầy kỳ vọng là các em sẽ xô đổ được kỷ lục của anh chị 2K3. Các bạn sẽ phải có hơn 200 điểm 9 cộng môn văn trên khắp cả nước. Và đó là điều mà thầy rất là mong đợi nha các bạn nhé. Đấy, đây nhá. Đây, link đề này, đúng không? Link đề nhá, PDF, được chưa? Đấy, trắc nghiệm văn cho các bạn nhé. Thầy đã để link ở đây nhá các bạn nhé. Đấy, thoải mái chưa? Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Thầy đã edit vào caption này, đúng không? Thầy để lại link cho các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, đã có cái link đề của ngày hôm nay nhá. Trắc nghiệm đối với đề ai đã đặt tên vào dòng sông nhá. Hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ thầy Nhật như thế, luôn luôn yêu thương thầy Nhật, đúng không? Thầy Nhật cũng rất là mong muốn 2K4 sẽ đạt được những thành công, đúng không? Hơn anh chị 2K3. Mỗi một năm mình phải tiến bộ hơn, bản thân thầy cũng cố gắng hơn,
và bản thân học sinh cũng quen với việc học online hơn, được chưa? Đấy, ok, tạm biệt các em, đúng không? Đấy, và thầy mong rằng những ai xem livestream này nhất định chúng ta sẽ được trên 9 điểm văn, đúng không? Đấy, bạn nào còn chưa tìm được lớp văn OT đại học livestream thì các bạn có thể về đây với thầy nhá. Đấy, ok, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau.